Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Tử vi phương Đông năm 2020 của 12 con giáp. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn một tháng vạn sự hanh thông và gặp nhiều may mắn. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi của nước mệnh tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2020 để bạn có thể biết được công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của nữ mệnh tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý như thế nào. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch của nữ mệnh chủ tuổi Mùi sẽ thấy vận may không ổn định, đôi khi tốt và đôi khi xấu trong tất cả các khía cạnh. Xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem cách hóa giải và tận dụng tốt cho những cơ hội hiếm hoi để lội ngược dòng thành công, giữ được tiền tài trong video này. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức là ngày 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch dự đoán nữ mệnh tuổi Mùi sẽ thấy vận may không ổn định, đôi khi tốt và đôi khi xấu trong tất cả các khía cạnh. Trong suốt cả tháng, sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều điều không thuận lợi, thậm chí bị đình trệ trong một thời gian. Đối với nữ mệnh chủ tuổi Mùi, sẽ có một số ngày trong tháng 6 âm lịch những gia chủ tuổi Mùi cần phải chú ý. Đó là ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, tức 21 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và nữ mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Ngày âm lịch 13 tháng 6 năm 2020, tức mùng 2 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và nữ mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Ngày âm lịch 25 tháng 6, tức 14 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, đặc biệt đại kỵ với các nữ mệnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 và nữ mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Trong hôm có cát, đối với nữ mệnh chủ tuổi Mùi sẽ có những giờ cát lành gia chủ có thể tham khảo. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức 26 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Và ngày âm lịch 18 tháng 6, tức mùng 7 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, tích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Tử vi nữ mệnh tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch. Tuổi Mùi là biểu tượng cho con dê, là con giáp đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Nữ mệnh chủ tuổi Mùi là người rất kiên cường, chăm chỉ. Họ luôn thể hiện mình có năng lực, dồi dào. Họ luôn thể hiện mình có năng lượng dồi dào và luôn chịu được áp lực cao trong công việc. Họ sống tình cảm nhẹ nhàng, không thích sóng gió. Nữ mệnh chủ tuổi Mùi rất thích hợp với những công việc mang tính nghệ thuật. Về tài lộc,
vào tháng 6 âm lịch, sự may mắn của bạn đối với tài lộc rất xấu. Bạn sẽ gần như là không có cách nào để kiếm thêm tiền và thu nhập của bạn sẽ giảm rất nhiều so với dự kiến. Về đầu tư và quản lý tài chính, bạn khó có thể kiếm được lợi nhuận lớn do thiếu kiên nhẫn và lòng tham với những lợi nhuận nhỏ. Đồng thời cá nhân của bạn dẫn đến chi tiêu lớn và việc không siêng năng tiết kiệm có thể khiến cho bạn sống vượt quá thu nhập của mình. Để có được may mắn hơn cho tài chính, trước tiên bạn cần phải tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Thứ hai, bạn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cải thiện thu nhập cá nhân. Không nên đầu tư vào cổ phiếu, cũng đừng hào phóng trong việc cho người khác vay tiền. Về sự nghiệp, nhiều cuộc khủng hoảng có thể xảy ra đối với sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Mùi. Trong đó, người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là tầng lớp lao động. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được tiến bộ lớn và xác suất tăng lương thăng chức cũng rất thấp. Rất nhiều rắc rối trong công việc và tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến cho bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách. Thậm chí, bạn có thể mất việc. Nếu làm trong ngành dịch vụ như bảo hiểm nhân thọ, giao dịch tài sản, bạn sẽ có một khoảng thời gian rất hiệu quả, có thể mong đợi thu nhập của bạn tăng lên ngoài sức tưởng tượng, nhưng cần phải nỗ lực rất nhiều và nắm bắt cơ hội khi chúng đến. Hãy yên tâm rằng những nỗ lực của bạn sẽ được bù đắp. Để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những nữ già chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Về sức khỏe, sự khó khăn trong công việc sẽ khiến cho tâm trạng của bạn bị chi phối, từ đó ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Bạn cần phải điều chỉnh suy nghĩ của mình, giữ thái độ tích cực, lạc quan, dành thời gian rảnh rỗi để thư giãn. Về tình cảm, ngôi sao tốt lành sẽ mang lại cho bạn may mắn về khía cạnh tình cảm. Mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Một số nữ mệnh chủ tuổi Mùi độc thân sẽ khá là nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ. Từ đó, bạn có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Ngoài ra, những người đã kết hôn có thể bước vào một giai đoạn mới, mang thai và nâng cấp lên thành cha mẹ. Những nữ già chủ tuổi Mùi có vẻ đẹp hình. Những nữ già chủ tuổi Mùi có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát, nên bạn cần chủ động hơn trong mọi việc, là đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 6 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Để bản mệnh thành công hơn trong sự nghiệp cũng như vượt qua những khó khăn, những nữ già chủ tuổi Mùi thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngán đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hành thông. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955. Tình trạng sức khỏe của tuổi Ất Mùi có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát. Vì thế, bản mệnh không nên đi qua xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Trong tháng này, tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa, người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nữ mệnh tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Bước sang tháng 6 âm lịch, vận thế của nữ mệnh tuổi Đinh Mùi cực vượng, bản mệnh có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để thăng chức tăng lương, đồng thời nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Quý nhân trợ giúp cũng giúp bạn có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt,
khiến cho bạn không chịu được nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải chú ý đến mọi công việc mà mình đang phụ trách, tối kỵ việc lơ là, coi thường nhiệm vụ, cần lên kế hoạch phấn đấu rõ ràng và cố gắng hết sức mình. Có như vậy thì mới đạt được kết quả thực sự đáng mơ ước trong sự nghiệp. Nữ mệnh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Trong tháng 6 âm lịch và đặc biệt là khoảng thời gian trước tháng cô hồn này, nữ mệnh tuổi Kỷ Mùi gặp nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được như lý tưởng, dễ phải giải quyết những chuyện phiền phức liên quan đến khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không được thuận lợi. Đặc biệt khi mà sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc, dễ để xảy ra sai sót khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Muốn cải thiện những vấn đề này, bản mệnh có thể thay đổi phong cách ăn mặc, cải thiện phong thủy nhà ở để tránh những chuyện không hay hoặc những yếu tố không thuận lợi tích tụ tạo thành sát khí. Trong sự nghiệp, cần chú ý xây dựng mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp. Khi gặp vấn đề thì nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên tính toán tranh chấp hơn thua. Khi được giao phụ trách công việc gì, cần cẩn thận tỉ mỉ, phát huy hết khả năng của mình. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Người tuổi Tân Mùi gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế mà bản mệnh cần phải biết nắm bắt cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Hãy lập kế hoạch phát triển và xác định mục tiêu hướng tới cho mình ngay từ đầu tháng, rồi kiên trì thực hiện từng bước. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những kết quả xứng đáng, sự nghiệp có bước tiến đáng kể. Phương diện tình cảm thì không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà cần phải suy nghĩ cẩn thận, quan sát kỹ càng, chú ý không để mình vướng vào những chuyện tình cảm phức tạp. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ cần chú ý ngày âm lịch 13 tháng 6, tức mùng 2 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Mùi, sinh năm 1991. Trong những ngày này, phong thủy gia cát khuyên mệnh chủ cần phải chú ý tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003. Tháng 6 âm lịch, nữ mệnh tuổi Quý Mùi có vận thế khá tốt trong lĩnh vực học tập. Chỉ cần bản mệnh giữ trạng thái tâm lý vững vàng, không tự tạo áp lực cho bản thân, không để ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài thì hoàn toàn có thể nắm vững các kiến thức cần thiết. Thành tích học tập ổn định, có thể được nâng cao hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, những bậc làm cha mẹ cần phải chú ý đến các hoạt động xã giao của con cái, nhắc nhở con mở rộng với quan hệ với thầy cô, bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nếu được nghỉ ngơi thì nên ra ngoài thay đổi không khí, không nên nhốt mình trong nhà, cô lập bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần dạy con cách đối nhân xử thế phù hợp, xây dựng những thói quen tốt, không nên quá chú trọng học tập mà bỏ qua những yếu tố bên ngoài. Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên cha mẹ không nên cho con đi xa một mình, giảm thiểu thời gian tiếp xúc với đồ điện tử. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Độc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những công việc và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những nữ gia chủ tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy gia cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Chúc các anh chị luôn thành công thuận lợi trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.